Và một năm nữa lại qua, chúng ta đang bước sang những ngày đầu tiên của năm mới 2024. Đây là thời điểm thích hợp nhất để cùng nhìn lại những gì mình đã làm trong năm vừa rồi, tìm kiếm cảm hứng, động lực, một mục tiêu cho năm tiếp theo. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, ngày 1 tháng 1 của năm 2024. Và để chúc mừng năm mới thì ở trong Nhật mọi người sẽ nói là Akemashite Omedetou Gozaimasu. Theo như mình biết thì ngày xưa người Nhật họ cũng đón năm mới theo lịch âm giống như Việt Nam chúng ta. Nhưng mà sau cải cách di dân của Thiên Hán Minh Trị thì họ đổi sang đón năm mới theo lịch dương để phù hợp hơn với các nước phương Tây. Những cái đầu năm mới ở đây mọi người cũng hồ hởi lắm, quây quần với nhau xong rồi đi chùa đi chiền, hương khói cầu nguyện để xin khỏe, rất giống như là ở Việt Nam. Rồi, đại ca luôn này. Nói đến đây thì có lẽ một trong những việc quan trọng nhất mình đã làm được trong năm vừa rồi đó là quay lại Nhật. Để quay lại được Nhật, thực sự mình đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Vì phải chấp nhận tốt nghiệp MBA chậm hẳn 1 năm so với dự kiến, hy sinh sự ổn định của công việc, của cuộc sống mình đang có, rồi bao nhiêu là thời gian, tâm huyết để làm hồ sơ mới có thể đến được đây. Và nhiều lúc mình vẫn tự hỏi là không biết liệu như vậy có đáng không. Nhưng đến giây phút này thì mình có thể hoàn toàn khẳng định rằng những hy sinh đấy hoàn toàn xứng đáng. Bước ra khỏi vùng an toàn, mình đã học được rất nhiều trong chuyến đi này. Mình được gặp bạn bè và giáo viên đến từ khắp nơi trên thế giới, đã giúp mình có được một cái nhìn mới mẻ, khách quan hơn về cách mà thế giới này vận hành. Nhờ những sự khác biệt đấy, khi nhìn lại Việt Nam, tự nhiên mình cảm nhận được tiềm năng và nguồn năng lượng mạnh mẽ mà người Việt chúng ta đang có, vô vàn những cơ hội mà mình không nhìn ra khi ở trong nước. Có rất nhiều người hỏi mình là tại sao quay lại Nhật Bản mà không phải là một nước khác. Thì đơn giản chỉ là Nhật Bản rất đặc biệt với mình. Nó là sự kết hợp thú vị giữa sự tiên tiến hiện đại và những giá trị truyền thống lâu đời. Nhật có thể rất ồn ào xô bồ, nhưng cùng lúc cũng có thể rất bình yên. Tất cả những thứ này cứ thôi thúc mình muốn quay trở lại để tìm hiểu thêm. Khi đến một vùng đất mới, có thể các bạn sẽ cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng mà giống một cái cây lớn ấy thì các bạn sẽ cần một mảnh đất rộng để phát triển bộ rễ của mình, đúng không? Thế nên đừng ngần ngại mà bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Đến một nơi nào đó mới để sinh sống, có thể là một quận mới này, một thành phố mới, hay thậm chí là cả một đất nước mới luôn. Và điều này sẽ cho các bạn một cái nhìn cực kỳ khác, một cái góc nhìn mới hoàn toàn về những cái điều mà các bạn tưởng chừng như mình đã hiểu quá rõ rồi. Một achievement khác trong năm 2023 mà mình rất tự hào đấy là việc có được danh hiệu Inspiring Fitness YouTuber of the Year, Fitness YouTuber chịu cảm hứng nhất của năm do tạp chí Manfolio bình chọn. Từ lúc mình bắt đầu làm YouTube đến giờ đã là một hành trình khá dài rồi. Từ 2018 đến giờ đã được 5 năm rồi đấy. Mình đã dành rất nhiều thời gian để chăm chút cho từng kịch bản, từng video, liên tục tìm tòi học hỏi để tìm cách làm cho nội dung của mình ngày càng hấp dẫn hơn. Với mình, đây vừa là công việc, vừa là một cái đam mê lớn giúp mình thỏa mãn bản thân mà mình rất yêu thích. Và các bạn hãy tưởng tượng là công việc mà bạn rất yêu thích, rất tâm huyết, được người khác khen ngợi và trân trọng thì cảm giác nó sẽ như thế nào. Đây chính là cảm giác mình nhận được khi có được cái giải thưởng này. Tuy không phải là một giải thưởng quá lớn, nhưng mà chỉ cần biết ở ngoài kia có người được truyền cảm hứng bởi sản phẩm của mình, như thế cũng là đủ biến nó trở thành một cái động lực rất lớn rồi. Cá nhân mình, dưới góc nhìn của một thằng con trai thì mình cảm thấy là bất cứ ai cũng nên có một cái sở thích, một cái đam mê gì đấy, một kỹ năng mà bạn muốn phát triển, có thể là bất cứ thứ gì, có thể là thể thao, cũng có thể là nấu ăn, một cái gì đấy mà giúp bạn mỗi sáng ngủ dậy cảm thấy ý nghĩa hơn, có mục tiêu sống hơn, và không đơn thuần là chỉ để giải trí cho vui mà cũng có thể giúp bạn hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Có thể các bạn chưa biết thì trước khi mình có thể kiếm ra được bất cứ đồng nào từ kênh YouTube này của mình đã phải đi làm để kiếm tiền mua thiết bị để sản xuất video rồi duy trì vận hành cho kênh YouTube này. Và không phải ai cũng có may mắn mà chúng ta có thể dùng đam mê của mình để kiếm ra tiền và sống với nó cả. Nhưng mà các bạn cũng đừng buồn, các bạn hoàn toàn có thể giống mình. Chúng ta sẽ đi làm để kiếm tiền và nuôi đam mê. Miễn sao cuộc sống của các bạn có đam mê thì nó sẽ không bao giờ nhàm chán cả. Đối với mình, thành tựu không cần lúc nào cũng phải là một cái gì đấy mới, một cái gì đó to tát cả. Nhiều khi chỉ cần đơn giản là các bạn đang làm một cái việc gì đó tốt và các bạn duy trì được nó, như vậy thôi cũng có thể coi là một thành tựu rồi. Và có hai việc như vậy mà mình rất tự hào để coi nó là thành tựu, đó là việc luyện tập và việc làm YouTube của mình. Như các bạn thấy đấy, ít nhất là từ lúc các bạn biết mình đến giờ, chưa bao giờ mình dừng lại việc luyện tập hay làm video cả. Kể cả Covid hay là gãy chân, những thứ đó có thể khiến mình chậm lại một chút, nhưng mình không hề dừng lại. Kiên trì và quyết tâm là hai điều cần thiết cho bất cứ thành công nào. Năm nay thì trạng mình cũng không thể gọi là hoàn hảo được. Đầu năm thì bị gãy chân, sau rồi cuối năm thì lại dục dịch chuẩn bị đi du học. Nói chung là mình cũng phải trải qua khá là nhiều thay đổi, nhưng mà mình cũng không nghĩ là mình có một bước lùi nào hết.
mình vẫn đang giữ được cân nặng khá là lý tưởng với chiều cao trong khoảng 66-67 cân. Và sức mạnh của mình vẫn tăng tiến đều, độ dày cơ của mình bây giờ mình đang cực kỳ ưng ý luôn. Nói chung là cũng không có gì thất vọng cả. Kỹ thuật trong các bài bench rồi squat của mình cực kỳ tốt. Nói chung là cải thiện rất nhiều so với năm ngoái. Và đấy là nhờ một phần công rất lớn của anh Phạm Anh Tú. Năm ngoái đã dành rất nhiều thời gian để nắn chỉnh cho mình từng tác một kỹ thuật của bench, deadlift rồi squat. Và nếu các bạn để ý thì năm ngoái tạ của mình tăng vọt luôn đúng không? Nếu mà không bị gãy chân thì có khi mình đã đăng ký giải powerlifting amateur đợt tháng 4 đấy. Nhưng mà thôi, duyên chưa có, chắc là để sang năm nhỉ. Xong rồi, sau khi mình gãy chân thì anh Huy ở Small Gym cũng hỗ trợ mình rất là nhiều. Hai anh em cùng nhau dẫn một cái show podcast. Xong rồi anh Huy còn chia sẻ với mình rất nhiều kiến thức về giải phẫu cũng như là nhiều cái chương trình luyện tập khác nhau cho mình trải nghiệm nữa. Mình đã học được từ cả hai anh rất là nhiều và đây cũng là hai người mình cực kỳ tin tưởng. Lúc nào mình cũng thể đến để nói chuyện cũng như là xin lời khuyên. Ngoài ra thì mình cũng muốn shout out đến anh em phòng tập ở Sub 2 nữa, các anh em quá tuyệt vời luôn. Còn năm vừa rồi trên YouTube mình có được trải nghiệm rất nhiều format khác nhau, từ vlog này, podcast này, show này, challenge này, quá nhiều có thể loại nội dung vân vân và mê mê luôn. Mình muốn mọi người đến với kênh của mình không chỉ tìm được thật nhiều thông tin bổ ích về việc luyện tập mà còn có thể tìm ra được thật nhiều lý do để yêu thích việc luyện tập hơn nữa. Sau sang đây mình còn gặp Kiên Phạm nữa các bạn. Hai anh em rất là hợp nhau trong cái đoạn làm phim ảnh rồi thời trang các thứ, sau lại còn du học Nhật Bản với nhau nữa. Thế nên là lúc gặp nhau nảy ra rất nhiều ý tưởng vui luôn. Các bạn chờ nhé, 2024 có nhiều crossover nữa đấy. Đấy là những gì mình đã làm được trong năm 2023. Còn bạn thì sao? Dự định trong năm mới của bạn là gì? Hãy chia sẻ cho mình biết nha. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo của 2024. Thank you.